35 người bị ngộ độc sau khi ăn chè từ thiện. Mũi Né ra quân dẹp nạn cân đểu hải sản. Sự thật bức ảnh cô gái ngất xỉu khi tiễn người yêu lên đường nhập ngũ. Choáng với kho đồ hiệu thanh lý của Đàm Vĩnh Hưng. Các phòng khủng khiếp khiến bà có thể phát điên. Quý Bảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 7 tháng 2 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Trước tình trạng liên tục xảy ra việc cân thiếu hải sản khiến cho du khách bức xúc ảnh hưởng đến du lịch Mũi Né, chính quyền đã ra quân tháo dỡ các lều trại và có phương án sắp xếp lại hoạt động trong thời gian tới. Các xe máy xúc cùng nhiều lực lượng của phường Mũi Né đã được điều động đến làng chài để tháo dỡ lều trại, bạt che, cây cối và nhiều vật dụng phục vụ buôn bán không phép cũng được dời đi. Đến sáng nay, toàn bộ mặt bằng của làng chài Mũi Né đã được dọn dẹp thông thoáng, sạch sẽ. Trước đó, nhờ làm trước công tác tuyên truyền vận động, các hộ kinh doanh hải sản tại đây đều đồng ý chủ trương di dời tháo dỡ lều quán. Trước đó, nhiều du khách liên tục phản ánh tình trạng cân thiếu xảy ra tại khu vực buôn bán hải sản thuộc làng chài Mũi Né. Các thông tin này nhanh chóng được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Trước khi tháo dỡ, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né đã niêm phong kẹp chì, chứng chỉ kiểm định trên các chiếc cân của tiểu thương kinh doanh hải sản tại làng chài. Một số trường hợp đã bị phát hiện cân thiếu ký, buôn bán nhích nhác, ảnh hưởng đến làng chài Mũi Né và bị xử phạt. Ngày 6 tháng 2, ông Trần Quốc Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang tiếp nhận điều trị 35 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng tại xã Lộc Điền A. Trong số này, có 4 người bị ngộ độc nặng đã được đơn vị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang do họ bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Trong đó có 2 bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong rất cao. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang điều trị 31 người. Trước đó, các bệnh nhân này đã ăn chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh Tê, 44 tuổi, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, nấu vào chiều 3 tháng 2. Đến sáng ngày 4 tháng 2, 14 tháng giêng âm lịch, bà Tê phát chè miễn phí cho người dân trong ấp, không rõ số lượng. Sau khi ăn chè, đến 23 giờ, nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt, được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền xã Long Điền A khẩn trương báo cáo vụ việc ngộ độc chè vừa xảy ra. Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua Hà Nội có nhiều đường ngang, lối mở dân sinh. Việc đi thật nhanh để lách qua rào chắn tuyến đường sắt Bắc Nam tại Hà Nội đã trở thành cơm bữa. Ai cũng muốn nhanh một chút, tranh thủ một chút nên những lối mở dân sinh này mới trở thành điểm đen tai nạn. Theo chị N, nhân viên tại trạm gác trên đường Ngọc Hồi, Hà Nội cho biết, chuyện người dân dỡ cả barrier rào chắn để băng qua đường bất chấp hiệu lệnh là chuyện xảy ra hàng ngày tại đây. Khi có đèn tín hiệu là nhân viên bắt đầu ra kéo barrier ngăn các phương tiện đi qua. Tuy nhiên, chỉ cần còn khe hở, nhiều người vẫn liều mình lao qua đó. Cho đến khi nhìn thấy tàu, nghe thấy còi tàu đang tới gần thì sự việc mới thôi. Những đoạn mở nơi thường người không có người gác, chỉ có chuông và đèn báo hiệu nháy đỏ thì không chỉ xe máy mà cả ô tô nhỏ, ô tô lớn đều có thể vượt qua. Việc người dân cố tình vượt qua đường ray có thể xảy ra sự cố như chết máy, ngã xe, từ đó có thể dẫn đến tai nạn khi không kịp xử lý. Thưa quý vị, hiện tại thì hoa mận Mộc Châu đang bước vào thời điểm nở rộ đẹp nhất trong năm, thu hút du khách thập phương. Tại nhiều địa điểm thì xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện đổ về quá lớn. Trong những ngày qua, rất đông du khách đã đổ về Mộc Châu để chiêm ngưỡng mùa hoa mận nở rộ. Dòng xe xếp hàng dài nối đuôi nhau di chuyển vào thung lũng mận Nà Ca. Con đường dẫn vào khu vực tập trung các vườn mận lớn của Nà Ca có một số đoạn cua khá hẹp, nên nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc kéo dài. Nhiều nhóm du khách chấp nhận rời xe ô tô rồi đi bộ, lách qua dòng xe ùn ứ để vào vườn mận. Quãng đường di chuyển có thể dài tới gần 1 km. Hoa mận Mộc Châu trở thành từng chùm to và trắng muốt, tạo nên một nét rất riêng, khó nơi nào có được. Năm nay, hoa mận chính vụ nở muộn nhưng bông to, hoa dày rất đẹp. Hoa đang nở rộ ở khắp Mộc Châu, thung lũng Mù Nấu, bản Pa Phách,
thung lũng Nà Ca, thung lũng Thung Quân, tiểu khu 84-86, Cờ Đỏ, rừng thôn Bản Án. Nhiều gia đình vượt hàng trăm km đến Mộc Châu để chiêm ngưỡng khung cảnh mùa hoa mận mộng mơ. Hiện, giá vé vào các vườn mận tại Mộc Châu là 30.000 đồng một người. Tại nhiều vườn có cung cấp dịch vụ trang điểm cho thuê trang phục, thợ chụp ảnh, thuê đồ cắm trại, phục vụ ăn uống cho khách du lịch. Mới đây thì một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện nguy hiểm mà bản thân gặp phải khi ở trọ một mình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, trong lúc đi vứt rác, cô gái đã bất ngờ phát hiện phía sau nhà tắm phòng trọ có một lỗ hổng nhỏ do người khác tạo ra. Mặc dù trên ô thông gió của nhà tắm, cô gái đã cẩn thận dùng giấy dán tường dán lại. Tuy nhiên, có ai đó đã cố tình dùng lửa châm vào để tạo ra lỗ hổng nhỏ đó. Lỗ hổng này được cho là ai đó dùng thuốc lá đang cháy dở châm vào. Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện, một số cư dân mạng chia sẻ rằng bản thân cũng từng gặp tình huống tương tự trong thời gian ở trọ một mình. Do đó, họ rất cảm thông với cô gái nói trên. Tuy nhiên, một số dân mạng khác cũng cho rằng có lẽ câu chuyện mà cô gái kể chỉ là tình huống được dàn dựng để gửi lời cảnh báo đến những ai đang ở trọ một mình cần phải cẩn thận với biến thái trình trập mà thôi. Bởi lẽ dân mạng phát hiện khi nhìn vết đốt của điếu thuốc thì hướng chích từ trong phòng chích ra. Từ đây có người cho rằng cô gái này chỉ muốn tạo tình huống để cảnh báo đến mọi người. Hiện nay thì xe ôm là một dịch vụ khá phổ biến ở nhiều khu vực. Vì một số lý do nào đó không tiện đi xe mà nhiều người thường đặt xe ôm để tiện cho việc di chuyển. Thế nhưng, không phải chuyến xe nào cũng kết thúc trong yên bình. Không ít hành khách đã gặp phải những câu chuyện dở khóc dở cười khi mà đặt xe công nghệ. Cụ thể, mới đây, tài khoản TikTok TB đã chia sẻ lại câu chuyện thú vị của mình khi đặt xe ôm. Được biết, anh chàng đang vội đi gặp bạn bè, thế nhưng khi tài xế đến điểm đón, anh lại phát hiện họ đang bận cãi nhau với người yêu. Có lẽ vì sợ tài xế tâm trạng không vui, lại đang bận cãi nhau với người yêu sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển mà nam thanh niên này đã quyết định cầm lấy thay. Vậy là thay vì được xe công nghệ chở đến tận nơi, thanh niên lại trở thành tài xế bất đắc dĩ. Nghe câu chuyện của tài khoản TikTok TAB, nhiều người không khỏi bật cười vì tình huống éo le của anh chàng. Nhiều người còn thắc mắc không biết rằng sau khi chở anh tài xế thì có được giảm giá hay miễn phí tiền xe hay không. Một số bình luận của người xem: rồi có được giảm phí chạy xe hộ không ạ? Không biết nên đi nhanh để người yêu khỏi chờ lâu hay đi chậm để hóng drama nữa. Sáng qua ngày 6 tháng 2, nhiều fanpage và các hội nhóm chia sẻ hình ảnh một cô gái ngất xỉu ở khu vực ngày hội tộc quân tiễn các chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ với thông tin quảng trường 30 tháng 10, Hạ Long, Quảng Ninh vừa xong. Bạn trai đi 2 năm rồi về, cố chờ nhé cô gái, 2 năm như giấc ngủ trưa thôi mà. Tuy nhiên ngay sau đó thì người nhà cô gái ngất xỉu trong bức ảnh đã lên tiếng đính chính sự việc. Theo đó, qua chia sẻ với chúng tôi, chị Vi Thị Trang, Quảng Ninh cho hay, người ngất xỉu là em gái ruột của tôi, tên Vi Thị Ngọc Trừ, 14 tuổi. Sáng nay, cả nhà tôi tiễn em trai là Vi Văn Tê lên đường nhập ngũ. Vì sức khỏe yếu và không quen ở nơi đông người, nên em Trừ có ngất xỉu. Sau đó, mọi người đã đưa em vào khu vực y tế. Hiện sức khỏe của em đã ổn định hơn. Chị Trang cho biết, vì các fanpage đăng tin sai sự thật ảnh hưởng đến gia đình chị, nhất là em gái còn đang nhỏ tuổi. Sau khi hình ảnh được chia sẻ, đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, cũng có nhiều người trách sao còn nhỏ mà yêu đương sớm thế. Trên trang cá nhân, chị Trang cũng đăng tải thông tin đính chính và mong rằng mọi người không phát tán thông tin sai sự thật. Hào hứng vì vừa lập được kỷ lục Guinness Thế giới mới, anh em Hoàng Tử Siết Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã thực hiện một bộ ảnh dạo chơi Milan theo cách rất độc lạ. Theo đó, cả hai dạo chơi một vòng qua nhiều con đường, địa điểm ở Milan và thực hiện các động tác siết mà hai anh em đã trình diễn suốt 20 năm qua. Milan đã trở thành một sàn diễn khổng lồ mà lại gần gũi và cực kỳ thú vị. Việc đi bộ khám phá thành phố cũng là dịp để Quốc Cơ, Quốc Nghiệp tham quan và tìm hiểu về thành phố cổ kính nổi tiếng thế giới này. Cung đường thực hiện bộ ảnh của anh em Hoàng Tử Siết là từ nhà thờ chính tòa Milan đến quảng trường 1.300 năm tuổi Piazza Mercanti, lâu đài 1.500 năm tuổi Sportseco, khu công viên 100 tuổi Sempione, rộng 38,6 hectare, Khải Hoàng Môn Arco del Lavi. Toàn khu vực này được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Ngọc Mai bị gạch tên khỏi một show diễn tại Mỹ. Cụ thể, trong poster show diễn được đăng tải vào cuối tháng 1, hình ảnh Ocean Ngọc Mai vẫn xuất hiện trong dàn nghệ sĩ biểu diễn và được xếp bên cạnh ca sĩ Bùi Lan Hương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hình ảnh quán quân ca sĩ mặt nạ đã được thay đổi bằng mirror trần. Sau khi poster chính thức của show diễn được công bố, bên dưới phần bình luận, nhiều ý kiến đều tỏ ra đồng tình với sự thay đổi này của ban tổ chức chương trình. Bởi lẽ trong thời gian qua, sau khi đăng quang quán quân The Masked Singer, Ngọc Mai liên tiếp vướng vào những ồn ào tranh cãi. Liên hệ về phía ban tổ chức để tìm hiểu rõ hơn, đại diện của chương trình xác nhận với chúng tôi.
có sự thay đổi nghệ sĩ biểu diễn theo yêu cầu nội dung chương trình. Thông tin Osen Ngọc Mai bất ngờ bị gạch tên khỏi một show diễn đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định vừa bán vừa tặng quần áo, giày dép, túi sách đến những đồ nội thất, đồ trang trí, tranh treo tường, v.v. để giải cứu cho căn nhà tràn ngập đồ hiệu. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ đang chuẩn bị giải cứu căn nhà của mình vì căn bệnh muốn mang cả thế giới về nhà. Nay đã quá trời quá đất rồi, như một cái kho chứ không phải cái nhà nữa. Dòng ca say tình tiết lộ vì số lượng đồ thanh lý khá nhiều nên công việc này mất một tuần lễ. Mr. Đàm hứa hẹn mình sẽ thanh lý giá rẻ, đẹp, bền, thơm ngon, bổ dưỡng, vừa bán vừa tặng từ quần áo, giày dép, túi sách, nội thất, đồ trang trí, tranh treo tường. Ngoài việc giải cứu cho căn nhà tràn ngập đồ hiệu, giọng ca sinh năm 1971 còn có mục đích thanh lý để làm thiện nguyện. Nam ca sĩ cho biết sẽ bỏ 50% số tiền bán được vào quỹ từ thiện cá nhân Polo Love Foundation dành cho các bé kém may mắn mà mình có duyên gặp. Bên cạnh dòng chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng còn khéo khoe loạt ảnh cận cảnh các căn phòng chất kín đồ hiệu như giày dép, túi sách, quần áo nước hoa. Căn nhà tràn ngập đồ hiệu của Đàm Vĩnh Hưng khiến fan không khỏi choáng ngợp. Được mệnh danh là căn phòng yên tĩnh nhất thế giới, Electric Chamber có thể khiến con người phát điên khi mà lưu lại đó hơn 1 giờ đồng hồ. Với khả năng cách ly âm thanh tới 99,99%, căn phòng không có âm vang Echo Chamber tại trung tâm thí nghiệm ở Field Laboratory thuộc Nam Minneapolis, Minnesota, Mỹ được xem là nơi tĩnh lặng nhất hành tinh. Phòng tiêu âm này cũng đạt kỷ lục Guinness thế giới về địa điểm tĩnh lặng nhất trên trái đất. Trên thực tế, đây không phải là căn phòng thoải mái như mọi người vẫn tưởng, càng không phải là thiên đường cho những ai đang cần sự tập trung và giải tỏa áp lực trong công việc. Nơi này tĩnh mịch đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng các bộ phận trong cơ thể đang làm việc như tiếng đập của phổi, nhịp tim hay tiếng sôi của dạ dày. Và thật bất ngờ, con người không thể chịu đựng được sự im lặng đó quá lâu, kỷ lục lâu nhất mà một người có thể ở trong phòng này là 45 phút mà thôi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.